Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Holic Audio. Mời các bạn theo dõi truyện tiệm quan tài phố Tây của tác giả Toái Giả. Tác phẩm thuộc thể loại huyền huyễn, có yêu, có ma, có thần. Hãy cùng theo dõi hành trình tiếp theo đầy kịch tính của trường Quỳ Ly nhé. Chương 1 có một tiệm quan tài. Bên phố Tây mở một tiệm quan tài mới. Tiệm quan tài thì không có gì đáng ngạc nhiên. Chủ tiệm quan tài phố Tây là một phụ nữ, phụ nữ mở tiệm quan tài. Thật đáng ngạc nhiên. Nàng họ Ly, khuê danh không rõ, mọi người gọi nàng là trưởng quầy Ly. Tiệm quan tài có một tiểu nhị tên là Đỗ Tuyền, ngày ngày trong cửa hàng đón khách. Cửa hàng còn nuôi một kẻ rảnh rỗi, là một đạo sĩ đạo hiệu Bạch Nham. Bỗng nhiên có một ngày tiệm quan tài lặng lẽ khai trương, không khua chiêng gõ trống, cũng không phô trương tuyên truyền, bởi vì tiệm quan tài vốn chẳng quan hệ với những việc vui trong thành vốn có một tiệm quan tài mở cửa buôn bán tại gian hàng này, nhưng mấy ngày trước đã yên lặng đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh nữa. Đến tận một tháng sau, mọi người trong thành mới dần dần phát hiện ra sự thay đổi, có vài lời đồn dần truyền ra. Nghe nói, chủ nhân tiệm quan tài cụ kiếm đủ tiền, vì thế mang theo gia quyến chuyển về nhà cũ. Nghe nói, trưởng Quầy Ly rất trẻ, nhưng lại rất xinh đẹp, là tiểu thiếp của nhà giàu từ kinh thành trốn tới. Nghe nói, đạo sĩ tên Bạch Nham kia pháp lực cao cường, đối với việc tìm mộ, phong thủy, xem tướng đều rất thành thạo. Nghe nói, chủ nhân thật sự của tiệm quan tài là tình nhân của trường Quầy Ly, có của cải có thế lực, không chỉ mua gian cửa hàng mặt tiền này, còn mua nghĩa trang hoang ngoài thành, độc quyền thị trường. Nghe nói, tiệm quan tài mới mở ở phố Tây qua lời đồn đại dần dần nổi tiếng ai ai cũng biết. Mùa hè, ngày tam phục một trời nóng như đốt tiệm quan tài khai trương ngày thứ 37. Tiểu nhị đỗ tiền cởi trần, hai chân dạng ra ngồi ở trong điếm, chầm chậm quạt bằng cái quạt hương bồ, hai, mỏi thì đổi tay kia tiếp tục quạt. Bạch nham từ trong nội đường đi ra, nhìn đỗ tiền như thế không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ trách mắng, tiểu tuyền, xem cái tướng ngồi của ngươi kia, vậy thì sao có khách dám tới cửa chứ, để trường quầy thấy lại bị mắng cho xem. Đỗ tuyền cúi đầu nhìn bạch nham, hắn mặc đạo bào màu xám đã hơi bạc màu, khiến cho người ta nhìn thôi cũng đã phát ngút. Đỗ tuyển nhìn sang chỗ khác, đáp, đạo trưởng, ta không có đạo hạnh cao thâm như ngươi, nóng như vậy mà vẫn còn có thể dương dương tự đắc. Hôm nay nóng đến mức ngay cả ruồi bỏ cũng chẳng thèm bay, xin ngươi thương xót để ta mát mẻ một tẹo đi. Bạch Nham cười cười, tự ngồi xuống, bưng thiết quan âm ba chính mình vừa mới pha lên uống. Đỗ tuyển hơi há miệng thở dốc, hai mắt đăm đăm nhìn Bạch Nham uống trà. Trời nóng, uống trà nóng. Đỗ tiền nuốt nuốt nước miếng, đứng dậy đi vào nội đường. Ngươi không trông cửa hàng sao? Bạch Nham hỏi. Đi vào uống chút nước giếng cho mát mẻ. Đỗ tiền giật giật khóe miệng, than thờ một câu, Thái Bình thịnh thế, kiếm đâu ra việc chứ? Bạch Nham cười khẽ lắc đầu, nhìn bóng dáng Đỗ tiền rời đi, hô một câu, uống nước giếng vừa múc lên, người cẩn thận kẻo tiêu chảy. Đỗ tiền trông cửa hàng một tháng mà không có lấy một vụ làm ăn nào, thế mà hắn vừa quay người đi vào thì công việc lại tới cửa. Một nam tử trung niên mặc áo trắng đồ tang phía sau có tùy tùng đi theo đi vào cửa hàng. Bạch Nham đặt chén trà xuống đứng dậy, vuốt tròm dâu dê, lặng lặng đánh giá người khách vừa tới này. Nam tử trung niên hơi béo, mặt chữ điền, hai ria mép được chăm chút khá kỹ, quần áo trên người không phải hàng thượng đẳng nhưng cũng không kém, xem ra là quản gia nhà giàu. Tùy tùng phía sau hắn cao gầy, hơi hơi khom người. Vị khách quan này muốn chọn mua quan tài hay bài trí tang sự? Ta họ Trần, là tổng quản Lâm phủ ở thành Đông. Lần này tới đây là muốn đặt sắp xếp tang sự cho Lâm lão gia nhà ta. Lâm phủ ở bản thành là nhà giàu có tiếng, lão gia nhà ta làm tang phải mua một cỗ quan tài tốt nhất mới được, phải để cho lão gia nhà ta đi vui vẻ thuận lợi, tiền không thành vấn đề. Làm tốt phu nhân nhà ta tất sẽ có thưởng. Bạch Nham gật gật đầu, còn chưa kịp trả lời. Đỗ Tuyền bỗng nhiên từ trong nội đường đi ra, trong tay còn đang cầm một chén nước lớn, gào to, mát quá mát quá. Nước trong giếng này mát thật, lão đảo, người có muốn? À, có khách đến sao, xin lỗi xin lỗi. Đỗ Tuyền vội vàng cầm áo trên ghế mặc vào, sửa soạn xong lại nói với Trần Tổng Quản, tiểu tử lỗ mãng không có ý đắc tội, xin được lượng thứ. Trần Tổng Quản khoát tay, nói, không sao. Tiểu tử ngươi lỗ mãng liều lĩnh, Va chạm với ta thì không sao, chớ để đến lâm phủ lại va chạm với phu nhân và thiếu phu nhân, như vậy mới không tốt." Đỗ Tuyển Liên Thanh nói, "Vâng vâng vâng, tiểu tử hiểu." Trần Tổng quản yên tâm, tiểu tử này thoạt nhìn tay chân vụng về, nhưng thật ra làm việc nhanh nhẹn lại cẩn thận, tuyệt đối có thể giải quyết thỏa đáng mọi việc." Bạch Nham Vuốt cầm nói khẽ, chuyển hướng sang Đỗ Tuyển nói, "Còn không đưa Trần Tổng quản vào nội đường, để Trần Tổng chọn gỗ quan tài." "Vâng vâng vâng." Trần Tổng Quản mời qua bên này. Sau khi Trần Tổng Quản và Tùy Tùng đi theo đỗ tuyển vào, Bạch Nham còn đứng tại chỗ, lẩm bẩm lâm phủ. Từ trước đến nay lão gia lâm ra xương cốt vẫn còn tốt chán, nghe nói vài ngày trước lâm thiếu ra tranh chấp với người ta ở trên đường, lâm lão ra còn tự mình lấy roi dạy dỗ con trai, sao đột nhiên lại chết. Trần Tổng Quản đến xem, đây là tử mộc, đây là lim, đều là thượng đẳng, có sẵn, không biết Tổng Quản muốn loại nào. Hoa văn trên quan tài có thể khắc theo ý tổng quản, nhưng sẽ hơi mất thời gian. Ngoài ra, cửa hàng chúng tôi còn ra bán các đồ dùng mai táng khác, nến, tiền âm, đồ tang, vân vân, bảo đảm có thể khiến tang sự Lâm lão ra không bị mất mặt. Khi Bạch Nham đi vào nội đường, Đỗ Tiền đang nói thao thao bất tuyệt, nhưng Trần tổng quản cũng toàn gật đầu chọn đắt mà mua, dường như tâm sự hơi nặng nề nên chỉ vô ý thức khẽ gật đầu thôi không chỉ có Bạch Nham nhìn ra điều dị thường ở Trần Tổng Quản, Đỗ Tuyền cũng phát hiện, liền hỏi, Trần Tổng Quản, có phải ngài có yêu cầu gì khác không? Trần Tổng Quản do dự một lát, nói, quả thật còn có một chuyện khó có thể mở miệng, chẳng biết có thể nói chuyện với chủ nhân quý cửa hàng được không? Đỗ Tuyền nói, xin lỗi, trường quầy nhà ta hiện nay không ở trong cửa hàng, có chuyện gì Trần Tổng Quản cứ nói cho đạo trưởng Bạch Nham. Bạch Nham mỉm cười gật đầu với Trần Tổng Quản, nói, đợi trưởng Quỳ ly trở về, ta sẽ nói lại cho nàng ấy. Trần Tổng quản sờ sờ ri mép bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn Tùy Tùng chạy ra ngoài, đỗ tuyển cũng thức thời tránh đi. Tổng quản mời nói, đạo trưởng, lần này ngoại chưa đặt sắp xếp tăng sự cho lão gia nhà ta, còn muốn đặt một linh cữu nhỏ. Linh cữu nhỏ, đây là, là cho trường Tôn Lâm ra. Hả, trường Tôn Lâm ra, không phải mới bảy, Tám tuổi sao? Lâm lão gia và Lâm tiểu thiếu gia đã gặp phải tai họa gì sao? Sao lại hồn về Tây Thiên cùng lúc như vậy? Trần Tổng quản nhíu mày, một hồi lâu mới nói ai, việc này nói ra rất dài dòng, chỉ sợ nói đạo trưởng chưa chắc đã tin. Tuy rằng phu nhân hạ lệnh toàn quý phủ không ai được phép hồ môn loạn ngữ, nhưng xảy ra việc kỳ quái thì trong lòng mọi người cũng không yên, việc này có lẽ còn phải mời đạo trưởng ra tay trợ giúp. Bạch Nham không tiếp nói, chỉ lặng lặng chờ chân Tổng Quản nói ra. Hơn nửa tháng trước, tiểu thiếu gia lâm gia vừa tròn 8 tuổi bỗng nhiên nhiễm bệnh, không được mấy ngày thì mất. Trên dưới lâm gia vô cùng đau đớn, lâm lão gia đương nhiên chịu đả kích lớn, ngày hôm sau cũng ngã bệnh, mặc dù đã mời danh y tới cứu mệnh, nhưng cũng không đến 10 ngày sau vẫn buông tay nhân gian. Đây chẳng khác nào, nóc nhà thùng còn gặp mưa suốt đêm, ra môn bất hạnh, lâm phủ gần như sụp đổ nhưng chuyện lạ thường quỳ dị cổ quái lúc này mới bắt đầu phát sinh. Trong nhà, người đau đớn nhất là mẹ ruột của tiểu thiếu gia, sau khi lâm lão gia bị bệnh, lâm thiếu phu nhân nhất quyết ôm di thể con trai khóc chết đi sống lại, phòng của tiểu thiếu gia cũng không cho phép bất cứ ai vào. Lâm phu nhân bận chăm sóc lâm lão gia nên cũng không lo toan được cho tăng sự của tiểu thiếu gia, mà lâm thiếu gia lại là kẻ không có chủ kiến. Con ruột chết còn không kịp đau lòng thì phụ thân lại bị bệnh. Hắn vội đến độ xoay mòng mòng, vì thế đã chỉ hoãn tăng sự của tiểu thiếu gia. Đợi sau khi lâm lão gia đi về cõi tiên, lâm phu nhân mới nghĩ làm chung tăng sự cho hai ông cháu. Khi vào phòng tiểu thiếu gia mới đột nhiên phát hiện lâm thiếu phu nhân vẫn còn đang ôm xác con không cho bất cứ ai chạm vào, còn si mốc vui vẻ, nói năng lộn xộn. Mà kỳ lạ ở chỗ thi thể tiểu thiếu gia trong những ngày nóng như thế này mà không hề có dấu hiệu hư thối, thế cho nên ngay cả lâm phu nhân cũng có ảo giác rằng đứa nhỏ đáng thương kia còn chưa chết trong phủ bắt đầu lan truyền lời đồn đại rằng tiểu thiếu gia là bị yêu quỷ hút tinh khí mới không sống không chết như vậy lâm phu nhân là phận nữ lưu không thể đưa ra được chủ ý ngay lập tức chỉ có thể mặc cho lâm thiếu gia làm chủ lâm thiếu gia nghĩ trước mắt cứ để thế nhẹ dạ tin lời hạ nhân đến miếu mới cao tăng đắc đạo đến nhà niệm kinh xua đuổi ma quỷ nhưng dường như không có tác dụng tiểu thiếu gia vẫn không có mạch đập không có nhiệt độ cơ thể cũng không hư thôi trần tổng quản chậm rãi nói nói để tránh cho hạ nhân bảy miệng tám lời nói lung tung, làm hỏng thanh danh lâm ra, phu nhân liền sai ta đến trước chuẩn bị hậu sự, còn mời cao nhân về nhà làm bảy bảy bốn ngày cúng bái hành lễ siêu độ vong hồn. Bạch Nham nghe xong chuyện của Lâm Phủ, sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhìn ánh mắt thầm lặng hơi khẩn cầu của Trần Tổng Quản, không khỏi âm thầm thở dài, nói, việc này lão đạo sẽ mau chóng nói cho trường quỷ Ly. Mời Trần Tổng Quản hồi phù hỏi nếu Lâm Phu Nhân không ngại, khi nào trưởng quầy ly về lão đạo sẽ đưa nàng đến phủ xem xét một chuyến. Nếu cần cũng có thể lập tức đo chiều cao tiểu thiếu gia, nhanh chóng chế tác xong quan tài, cũng để cho người quá cố sớm xuống mổ ăn nghỉ. Trần Tổng Quản nghe vậy, suy nghĩ một lúc nói, mấy ngày gần đây tinh thần phu nhân không tốt, vì những chuyện xảy ra trong phủ mà đau đớn không thôi, mong rằng việc này mau chóng giải quyết cũng giảm bớt đi một nỗi lo âu. Đo chiều dài cho tiểu thiếu gia cũng là chuyện nên làm, xin trưởng quầy ly nhanh chóng tới phủ một chuyến. Mặt khác, mới vừa rồi những lời ta nói hy vọng đạo trưởng có thể giữ bí mật, những chuyện tâm linh kỳ lại này dù thế nào cũng không tốt đối với thanh danh của lâm phủ. Lão đạo hiểu, xin Trần Tổng Quản cứ yên tâm. Vậy đa tả đạo trưởng. Bạch Nham nhìn theo Trần Tổng Quản rời khỏi tiệm quan tài, phân phó đỗ tiền trong cửa hàng còn mình đi theo cửa hông ra ngoài. Cách tiệm quan tài năm con phố có một biệt viện yên tĩnh, tường cao sám trắng, cửa lớn đỏ thắm, hai con sư tử bằng đá hơn 300 cân ngồi ngay ngắn trước cửa, đây là phủ đệ của trường quầy ly tiệm quan tài. Một cánh cửa son ngăn cách, mở ra là một thế giới u tĩnh khác. Trong sân cây xanh dập bóng, dưới chân cầu nhỏ là dòng nước, vô cùng mát mẻ, không hề có cảm giác mặt trời chói trang nóng đến phát điên như bên ngoài. Toàn bộ tòa nhà giống như được xây trên mặt nước, Bạch Nham đi thẳng vào bước qua vài chiếc cầu nhỏ. Trong viện cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước chảy róc rách, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta bất giác cảm giấy rợn sống lưng. Bạch Nham đẩy cửa trụ ốc, bước vào trong. Trong phòng khói nhẹ lượn lờ, gió từ ngoài cửa thổi vào nhẹ nhàng lay động những tấm màn lụa trong phòng. Còn sớm thế này ngươi trở về làm gì? Giọng nói của cô gái như chuông bạc, khe khẽ như sương khói phiêu tán trong phòng, tấm màn trướng thật dày che đi bóng dáng nàng chỉ trừ lại một bóng người mờ mờ. Bạch Nham nói, đứng lên đi, trong tiệm có việc. Đã có việc sao ngươi không ở lại trong tiệm giúp đỗ tuyền đi? Theo ta đến lâm phủ. Không đi, cô gái kiên quyết, nói, mệt, không muốn đứng lên, không muốn đi, lại càng không muốn đi cùng ngươi. Bạch Nham đem chuyện lâm phu nhân kể cho nàng xong nói, việc này rất kỳ quái, nàng không hiếu kỳ sao. Mấy tên tiểu yêu tiểu quỷ ngươi tùy tay thu phục là được, cần gì đến làm phiền ta. Trên người Trần Tổng quản không có yêu khí. Liên quan gì đến ta, không đi không đi. Cô gái không kiên nhẫn, nghe ngữ khí đã có ý đuổi người rồi. Là ai chọc tới nàng mà tức giận như vậy? Ai chọc tới ta? Ngươi, chính là ngươi. Cô gái đi về phía Bạch Nham, đứng sau tấm màn che cuối cùng, giọng nói lạnh lùng, trên người ta còn có bảy đảo phong ấn ngươi hạ, lại còn rang nhiều cấm chú trong phòng như vậy, ta có thể thoải mái được sao? Ngươi nhốt ta ở đây là có ý gì? Có lợi gì? Ta nói cho ngươi biết, bồn tiểu thư không thoải mái thì có chết cũng không đi. Muốn ta đi cũng được thôi, chứ cởi bỏ một đạo phong ấn trên người ta đã. Bạch Nham khẽ cười một tiếng, nói, ha ha, phong ấn này chẳng qua chỉ khóa một nửa pháp lực của nàng, cấm chú trong phòng đối với nàng mà nói chẳng khác gì cho trẻ con, nếu nàng muốn phá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đừng dỗi nữa, theo ta đi đi giải một đạo phong ấn cũng không phải không thể nhưng xem việc này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào đã giải quyết xong mới có thể giải phong ấn cho nàng người nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao cô gái cố ý kéo dài câu hỏi không tin ta nàng còn có thể tin ai bạch nham vừa trả lời vừa làm cai quyết cánh tay nhẹ nhàng vung lên ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng lướt qua chú văn màu vàng chi chít trên những tấm lụa mỏng trong phòng tiêu tan như cho bụi đi thôi hừ cô gái hử lạnh một tiếng nhưng vẫn đi theo Bạch Nham ra khỏi phòng. chương 2, hai thi thể cô hư thối. Giữa ban ngày, mặt trời trói trang chiếu vào đầu, người trên đường rất thưa thớt, cửa hàng mặt tiền ven đường cũng rất quảnh quẽ, những tiểu nhị ngồi trong quán cũng phờ phạc yếu xìu y như đỗ tuyền, khách ngồi trong quán trà uống trà cũng không chịu nổi than thờ thời tiết hôm nay. Bỗng nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên đường, có người dục đồng bạn bên cạnh, xem kìa xem kìa, mau nhìn bên kia. Một lão đạo mặc đạo bào màu xanh xám chậm rãi đi trên đường, cái này vốn không có gì đáng để người ta chú ý. Nhưng bên người hắn lại mang theo một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nàng không đánh vấn trang điểm chỉ để mặt mộc đã khiến người ta cô tài nào rời mắt. Trên mái tóc dài cài hai chiếc châm vô cùng đơn giản, người biết nhìn hàng liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra đó là Ngọc Dương Chi, một vô giá. Bộ váy dài màu tím nhạt được thợ khéo chế tác cực kỳ cẩn thận, trên váy theo mấy con chim non hoa gấm rực rỡ bằng chỉ bạc dưới chân là một đôi giày thêu trắng như tuyết, không dính một hạt bụi nhỏ. Cô gái dáng người thướt tha, nhanh nhẹn hoạt bát, đi bộ mà như lướt trên mây, giống như tiên tử trên trời. Như vậy khiến đám đàn ông hai bên đường nhìn mà sắp rơi cả tròng mắt. Mỹ nhân như vậy vốn đã khiến người ta chú ý, huống chi còn sóng vai cùng một lão đạo sĩ đi trên đường, thật kỳ lạ. Bạch Nham hơi hơi lắc đầu, nói nhỏ, nàng không thể thu liễm một ít sao. Ta vốn không muốn ra ngoài, là ngươi kéo ta ra, sao giờ lại trách ta? Ai, khuôn mặt nàng như vậy, tai hỏa tai hỏa. Hừ, ngươi quản được sao, ta sinh ra đã như vậy, ngươi không hài lòng cũng đành chịu. Nếu nàng muốn vậy đổi một khuôn mặt bình thường một tẹo. Đối với nàng chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao. Đôi mắt đẹp của cô gái khẽ liếc, lườm bạch nha một cái, nói bồn tiểu thư không muốn muốn ta giống người biến thành cái bộ dáng vừa già lại vừa xấu chi bằng bảo ta tan thành mây khói luôn đi. Bạch Nham bất đắc dĩ vỗ chán, không tranh cãi với nàng nữa. Chẳng bao lâu hai người đã tới phủ lâm gia, nói với người gác cổng lý do đến liền lập tức được đưa vào trong phòng, Trần Tổng Quản đi ra tiếp đón. Trong khi chờ đợi lâm phu nhân đi ra tiếp đái bọn họ, hai người ngồi ở trong phòng uống trà. Bạch Nham hỏi, nàng có cảm thấy được cái gì không ổn không? trạch viện bình thường, không có yêu khí. Nhưng trong nhà vừa mới có người chết mà không có khí của xác chết thối dường như rất kỳ lạ. Gia phó gặp trên đường cũng không có gì khác thường, không nhập ma cũng không có dấu hiệu bị nhập, bình thường dường như rất không bình thường. Cô gái cười cười, châm chọc nói, ngươi cho rằng đạo hạnh của ngươi là hỏa nhãn kim tinh hai à. Chỉ vậy đã khẳng định không có thần ma yêu nghiệt có thể lừa dối qua mặt ngươi sao. Bạch Nham đáp, nếu thực sự gặp được đối thủ cao thâm như thế, vậy nàng nên vui vẻ. Hừ, có thể thu yêu nghiệt đạo Pháp cao thâm như vậy, ta sẽ cởi bỏ một đạo phong ấn cho nàng, quyết không nuốt lời. Cô gái nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Lâm phu nhân được thị nữ dìu vào phòng, Trần Tổng quản tiến lên nghênh đón, Bạch Nham và trưởng Quầy Ly đứng dậy nhìn về phía vị Lâm phu nhân trẻ tuổi thần kỳ này. Lâm phu nhân da trắng xinh đẹp, dáng người yếu điệu động lòng người, nhìn qua cùng lắm thì mới hơn 20 tuổi hoa, nhưng khuôn mặt tiều tụy đã làm giảm mất ba phần rực rỡ. Một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp gả cho một người đàn ông năm 60 tuổi làm vợ kế, thật sự có chút bất đắc dĩ khiến người khác nhìn mà tiếc hận. Càng làm cho người ta thổn thức hơn là lão gia Lâm phủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, để lại một thiếu phụ xinh đẹp như vậy thù tiết. Trần Tổng quản giới thiệu với Lâm phu nhân, phu nhân, vị này là đạo trưởng Bạch Nham, đây là trưởng Quầy Ly. Hai tay trưởng Quầy Ly nắm lại dấu trong ống tay áo rộng thùng tình niệm một cái pháp quyết. Lâm phu nhân nhìn trưởng Quầy Ly đăm đăm, một hồi lâu mới phản ứng lại, thì lễ nói trưởng Quầy Ly. Lâm phu nhân là một mỹ nữ xinh đẹp như hoa tuyệt sắc huynh thành, nhưng lần đầu tiên nàng thấy trưởng Quầy Ly liền chấn động. Nàng chưa bao giờ gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, không biết nên hình dung vẻ đẹp của nàng ta như thế nào, thậm chí không biết rốt cuộc nàng đẹp đến mức nào. Cảm giác kia giống như tất cả mọi từ ngữ để ca ngợi vẻ đẹp của người con gái trên đời đều không miêu tả ra được một phần mùi mị lực của nàng, tất cả mọi cô gái trên đời ở trước mặt nàng đều tự biết thua kém mà xấu hổ. Bạch Nham cảm nhận được động tác nhỏ của trường Quỳ Ly, không khỏi nhíu nhíu mày, trừng mắt liếc nàng một cái, dường như là đang nói nàng muốn làm cái gì. trưởng Quỳ Ly chợt nhíu mày, lấy ánh mắt đáp trả, ai cần ngươi lo. Bạch Nham thu hồi ánh mắt, nói với Lâm Phu Nhân, Lâm Phu Nhân, nếu không ngại để bần đạo vòng quanh quý phủ một vòng, xem qua bố cục phong thủy của quý phủ. Bằng không xin Phu Nhân đưa trưởng quầy ly đi bái tế Lâm Lão Gia và Lâm Tiểu Thiếu Gia trước. Lâm Phu Nhân dưỡng sờ đáp, được được, để ta sai hạ nhân đưa đạo trưởng đi một vòng. Trần Tổng Quản đã nói cho ta, trưởng quầy ly sẽ đến đo chiều dài cho Tiểu Thiếu Gia, vậy xin mời theo thiếp thân đến đây. Trưởng quầy ly vừa đi vừa hỏi, Lâm phu nhân xin thứ lỗi cho ta mạo muội, xin hỏi phu nhân gả cho Lâm lão ra bao lâu rồi. Lâm phu nhân ngẩn người, không rõ nàng vì sao lại hỏi vấn đề dâu ria như vậy, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn thành thật trả lời, đã hai năm. Vậy cơ thể Lâm lão ra vẫn luôn khỏe mạnh chứ? Tình huống khác thì có thể trưởng quầy ly không rõ nhưng Lâm lão ra này nhất định là một lão già háo sắc, bằng không sao có thể lấy một mỹ nhân còn nhỏ tuổi hơn con mình làm vợ kế. Vâng, thân thể lão gia vẫn luôn khỏe mạnh, giờ thì 7 đến 9 giờ sáng, hàng ngày còn tập quyền trong viện, nói là cường thân kiện thể, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, ngay cả rượu cũng không uống nhiều. Ai ngờ trong nhà gặp bất hạnh, đứa cháu trai được thương yêu nhất lại ra đi trước ông ấy, ai. Vậy còn tiểu thiếu gia thì sao? Trước nay vẫn không ốm đau bệnh tật gì chứ. Đúng vậy, một đứa bé 8 tuổi hơi nghịch ngợm, khó tránh khỏi va chạm nhưng từ trước đến nay không bệnh tật ngay cả cảm mạo cũng rất ít bị. Trường Quầy Ly khẽ gật đầu, không hỏi nữa. Không bao lâu hai người đã đi đến phòng ngủ của Lâm Lão ra. Lâm Phu Nhân đẩy cửa phòng mời Trường Quầy Ly tiến vào. Trong phòng tràn ngập mùi hôi, Lâm Phu Nhân giải thích nói, Lão ra đã tắt thở hai ngày, nhưng thi thể tiểu thiếu ra mặc dù lạnh nhưng không thối, khiến lòng ta hoảng sợ không thôi, cũng không biết nên làm gì với xác của Lão ra bây giờ. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy thiếu gia lại đau lòng quá mức khó có thể kiềm chế hai ngày qua cũng ngây ngây dại dại trong nhà không có người làm chủ nên vẫn trì hoãn xác lão gia ta cũng không biết nói như thế nào mới tốt không đợi lâm phu nhân nói thêm nữa trưởng quầy ly đã tự đi tới bên giường lâm lão gia nhìn thi thể trưởng quầy ly quay người lại thấy lâm phu nhân đứng xa xa nói lâm phu nhân xin thứ cho ta vô lễ chưa kịp để lâm phu nhân phản ứng Trưởng quầy ly đã đưa tay xốc tấm vải trắng trên người lâm lão ra ra, thậm chí còn lấy tay chạm vào thi thể. a à, lâm phu nhân không khỏi kêu nhỏ một tiếng lấy hai tay che mắt, trường quầy ly, xác chết này vẫn không nên xem thì hơn. Trường quầy ly mở tiệm quan tài, sao lại sợ thi thể cơ chứ? Thi thể lâm lão ra đã hư thối không ở mức bình thường nữa rồi, thậm chí không thể nói là hư thối. Da thịt lâm lão ra đã héo rút tiêu tụy, còn hiện ra màu xanh lam nhạt, trên da phủ một lớp chất lỏng màu trắng sữa dinh dính. Mà mùi thối thì thể phát ra không phải mùi hôi của xác chết, lẫn trong đó có vài mùi nữa. Trưởng quầy ly kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không nói bất kỳ lời nào với Lâm phu nhân, chỉ nói không biết phu nhân có thể đưa ta đi xem xác tiểu thiếu ra không. Lâm phu nhân không nghi ngờ gì gật gật đầu đưa trưởng quầy ly đến phòng tiểu thiếu ra ở phía tây muốn nhìn xác tiểu thiếu ra khó hơn là nhìn xác lâm lão ra bởi vì lâm thiếu phu nhân ôm chặt thi thể con trai không buông, cuộn mình trên giường không cho phép bất cứ ai lại gần. Vừa thấy lâm phu nhân và trưởng quầy ly đến liền gào lên tay đấm chân đá, nói cái gì cũng không cho các nàng chạm vào, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không được. Trưởng quầy ly phiền lòng với người đàn bà điên này, vì thế âm thầm niệm quyết định thân lâm thiếu phu nhân và lâm phu nhân, còn mình tự đi xem xác lâm tiểu thiếu ra không phân hủy trưởng quầy ly niệm chú ngữ lập tức khiến Bạch Nham chú ý, hắn lặng lẽ thở dài, đã không kịp ngăn cản thì cứ kệ nàng đi. Bạch Nham dạo qua toàn lâm phủ rồi quay về đại sảnh chờ lâm phu nhân và trưởng quầy ly trở về. Đến khi lâm phu nhân tiễn Bạch Nham và trưởng quầy ly đi, nàng vẫn không phát hiện có gì khác thường, chỉ nghĩ vì lâm thiếu phu nhân ngăn cản nên trưởng quầy ly không thể nhìn thấy thi thể tiểu thiếu gia. Mà trưởng quầy ly đã hỏi nàng chiều cao của tiểu thiếu gia, nhận lời hai ngày nữa sẽ đưa hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ tới, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Khi Bạch Nham và Trường Quầy Ly trở về nhà mặt trời đã xuống núi, Đỗ Tuyền cũng đã đóng cửa tiệm về nhà. Ba người ngồi vây quanh bàn, Đỗ Tuyền tò mò hỏi, lão đảo, lâm ra xảy ra chuyện gì? Ngươi và Trường Quầy đi xem có thu hoạch được gì không? Bạch Nham nói, thu hoạch thì có nhưng không nhiều. Phong thủy lâm phủ không có vấn đề, vấn đề không xuất phát từ lâm phủ hoặc hạ nhân lâm phủ. Cái chết của lâm lão gia và lâm gia tiểu thiếu gia không dễ dàng giải quyết đâu. Nói cũng như không, trưởng quầy ly cười nhạt, nói, thi thể lâm lão gia ta đã xem rồi, là do bị hút khô tinh khí, nhưng theo cách rất chậm, thế nên thi thể lâm lão gia mới lưu lại, nước quỷ thi hơn nữa xác chết còn chưa thối đã khô héo. Nước quỷ thi, đỗ tuyển kinh ngạc nói, là cương thi sao? Trưởng quầy ly khẽ lắc đầu nói, còn chưa chắc chắn, có thể dùng phương thức thông thả mà không dễ phát hiện để hấp thu tinh phách con người chỉ có phi thi cao đẳng hoặc bạt một thôi. Nếu thật sự đụng phải thì quả thực rất phiền đó. Đỗ tuyển kinh ngạc nhìn Bạch Nham, Bạch Nham cũng hỏi, vậy tiểu thiếu ra lâm ra thì sao? Lâm ra lạ nhất là tiểu thiếu gia này, trường quầy ly đứng dậy, chậm rãi đi lại, từ từ nói, sạp đứa bé kia không thối không nát không xấu là do nó đã chết nhưng bị hạ chú phòng ngừa xác chết hư thối. Hạ chú, Bạch Nham rốt cục không khỏi nghi hoặc, cương thi hút tinh phách con người thì có thể hiểu được. Nhưng có liên quan gì đến cái chết của tiểu thiếu gia, vì sao phải bảo vệ thi thể đứa nhỏ này? Trưởng Quầy Ly nói, ta đã hỏi Lâm Phu Nhân, trong Lâm Phủ không có người tu đạo, không ai có khả năng hạ chú. Đỗ Tuyền hỏi, cô xác định Lâm Phu Nhân nói thật sao? Trưởng Quầy Ly ta mỉ cười, nói ta cũng hạ chú trên người nàng ta, Nàng ta sẽ không thể nói dối ta, trừ phi đạo hạnh của nàng cao hơn ta. Vậy nếu Lâm phu nhân chính là nữ bạt thì sao?" Đỗ Tiền lại hỏi. Bạch Nham lắc đầu nói, "Bây giờ rất khó có thể kết luận, nếu nàng ta thật sự là nữ bạt có đạo hạnh ngàn năm, cũng đã tu luyện thành ma, vậy muốn che giấu khí trước mặt chúng ta là điều không thể." Trưởng Quầy Ly nói với Bạch Nham, cởi bỏ một đạo phong ấn trên người ta. "Lấy pháp lực của ta bây giờ có lẽ không ứng phó được với nữ bạt" Bạch Nham nhìn chăm chú vào trường quầy ly nhất thời khó hạ quyết định. Cởi bỏ một đảo phong ấn trên người trường quầy ly quả thật có thể tăng pháp lực, muốn ứng phó với nữ bạt cũng sẽ không khó khăn. Nhưng một khi phong ấn được cởi bỏ, trường quầy ly sẽ càng không chịu để Bạch Nham trói buộc, kết quả này khác nào thả hổ về rừng. Đối phó với trường quầy ly còn khó hơn nữ bạt. Bạch Nham suy nghĩ một hồi, nói là phi thi hay là bạt còn chưa thể kết luận, phong ấn của nàng tạm thời không thể giải. Đỗ tuyển chống cằm, nhìn bạch nham lại nhìn trường quầy ly, nhìn hai người mắt to trường mắt nhỏ lườm nhau, không khỏi thở dài nói ai, hai người cứ từ từ mà lườm, ta về phòng trước. Đỗ tuyển đi rồi, trường quầy ly cũng dịu xuống, lại ngồi xuống, nói chúng ta mới đến, còn chưa rõ nơi này do ai đứng đầu. Tội gì phải xen vào việc của người khác đắc tội lung tung với đám nghiêu quỷ xa thần, ta nói, chỉ bằng mặc kệ việc này đi, làm hậu sự cho người chết là được rồi mà kiếp số của tiểu tuyền cũng sắp đến rồi, giúp hắn độ kiếp bình an mới là chuyện nên làm, đừng lo chuyện bao đồng. Bạch Nham khẽ thở dài một cái, từ chối cho ý kiến. Ta nói này lão đạo, người không muốn phi thăng, cái trò làm việc thiện tích đức nên giao cho đám đạo sĩ hòa thượng muốn phi thăng thành tiên làm đi. Trưởng Quầy Ly không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng vào nội thất nằm xoài lên giường không thèm để ý tới Bạch Nham nữa. Chương 3 Tiểu Hòa Thượng Tòng Tố Vất vả lắm vụ làm ăn đầu tiên của tiệm quan tài phố Tây mới đến cửa, thế nên thợ thủ công trong cửa hàng Lý đương nhiên cực kỳ chăm chỉ. Hai cỗ quan tài lớn nhỏ chỉ vẹn vẹn trong vòng hai ngày đã được chế tác xong rồi. Trưởng quầy Ly vui vẻ liền thưởng cho từng thợ thủ công mỗi người một sâu tiền, là cả một sâu tiền đó, bằng cả một tháng tiền công của bọn họ, làm cho đám thợ thủ công vui mừng mấy ngày liền. Sau ngày chế tác xong quan tài, Đỗ tiền đưa hai cỗ quan tài đến Lâm Phủ đoàn người đỗ tuyền đến lâm phủ gia đình lâm phủ đi ra đón chào người gác cổng nói với đỗ tuyền tiệm quan tài à cuối cùng cũng đến cuối cùng cũng đến rồi đỗ tuyền thấy biểu tình uể oải bi ai của người gác cổng kia tò mò hỏi xin hỏi tiểu ca đã phát sinh chuyện gì sao ai gia môn bất hạnh lão gia và tiểu thiếu gia vừa mới chết thiếu gia lại chống đỡ không được mà ngã bệnh chỉ sợ lâm phủ lại phải đặt thêm một bộ quan tài nữa thôi ai a à, đỗ tuyền không khỏi kinh ngạc lâm phủ này rốt cuộc đã chọc đến loại quỷ quái gì vậy thùng 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 cửa chính lâm phủ rộng mở một hòa thượng đứng trước cửa gõ gõ cửa hỏi xin hỏi nơi này là lâm phủ sao người gác cổng ứng tiếng nói đúng đúng chủ nhân nơi này đúng là họ lâm xin hỏi tiểu sư phụ có gì chuyện gì sao đỗ tuyền thấy hòa thượng kia chỉ khoảng 20 tuổi bộ dáng đoan chính thanh tú tuấn lãng trước ngực đeo một chuỗi hạt châu thủy tinh màu vàng, chuỗi chỉ châu đeo trên tay cũng phát sáng lấp lánh. Điều khiến Đỗ Tuyền chú ý là cái đó và chính khí lăng nhiên trên người hắn ta, dường như cũng có chút đạo hạnh. Không biết có phải nhận ra ánh mắt Đỗ Tuyền hay không mà Hòa Thượng cũng quay sang liếc nhìn Đỗ Tuyền một cái, trong mắt có một tia hoài nghi nhưng rồi ngay lập tức lại trở nên thoải mái. Hắn nhìn người gác cổng niệm một tiếng A-di-đà-phật, nói tiểu tăng pháp danh tòng tố, ngủ lại chùa khác ở thanh vân tự ngoài thành, nghe nói chủ nhân lâm phủ gặp bất chắc, nên đặc biệt đến thăm hỏi, hy vọng có thể giúp đỡ chút việc. Quải đan, ngủ lại chùa khác, chỉ những nhà sư đi hành khất. Ngươi, người gác cổng gãi gãi đầu, thầm nghĩ vài ngày trước hòa thượng Thanh Vân Tự đã đến cúng bái hành lễ một lần cũng không thấy có hiệu quả, tiểu hòa thượng choai choai này có thể so với cao tăng Thanh Vân Tự lợi hại hay sao? Người gác cổng nghĩ nghĩ, nói tiểu sư phụ xin chờ một lát, để tiểu nhân đi thông báo cho phu nhân một tiếng làm phiền rồi. Người gác cổng lại nhìn về đỗ tiền nói, làm phiền các vị nâng quan tài vào. Đỗ tiền liên tục gật đầu, chỉ huy tiểu nhị nâng quan tài. Thấy người gác cổng dẫn hòa thượng kia đi xa, hắn phân phó bọn tiểu nhị một tiếng, còn mình về tiệm quan tài trước. Bạch Nham thấy một mình đỗ tiền vội vã trở về, liền hỏi, sao vậy? Sao ngươi lại về một mình? Lão đảo, có một hòa thượng đến lâm phủ, xem ra cũng có chút đạo hạnh. À, là Lâm phu nhân mời về làm pháp sự cho Lâm lão gia và tiểu thiếu gia sao? Không, không phải, là tăng nhân Vân Du, ngủ lại ở Thanh Vân tự, chính mình tìm tới Lâm phủ, tuổi còn trẻ, ta thấy không quá 25. Đỗ Tuyển uống một ngụm nước, nói, chàng hạt trên người hòa thượng phòng chừng đều là bảo bối, 54 hạt châu thủy tinh trên cổ viên nào viên nấy lớn như hạt long nhãn, chuỗi chỉ châu trong tay nhỏ hơn một ít, khoảng chừng này này đỗ tuyền vừa nói vừa khoa tay múa chân chưa thấy bảo bối bao giờ hà sao lại ngạc nhiên như vậy bạch nham ngoài miệng mặc dù không thèm để ý nhưng trong đầu lại nghĩ khác nếu theo như lời đỗ tuyền quải châu và trì châu này đều là vật phi phàm vật như vậy có một không hai rất nhiều cao tăng đắc đạo cũng không có cơ duyên có được bảo bối như vậy mà một hòa thượng tuổi còn trẻ lại có thể công khai đeo nếu không phải hắn ta có đủ sức mạnh khống chế chúng nó thì cũng là có duyên hoặc là bọn giang hồ bịp bợm lừa đời lấy tiếng đỗ tuyền giải thích nói lão đảo ta không nói đùa đâu chàng hạt kia quả thật là pháp khí thật đạo hạnh hòa thượng kia chắc chắn cũng rất cao thâm bạch nham đứng dậy nói ngươi đã khẳng định như vậy ta đây đành tự mình đi một chuyến chiêm ngưỡng pháp khí thật và tiểu hòa thượng đạo hạnh cao thâm trong miệng ngươi ai ngươi cứ vậy mà đi à còn muốn thế nào nữa bạch nham một bước đã bước ra mặt tiền cửa hàng nói về nhà báo tin cho trưởng quầy ly bảo nàng đến lâm phủ xem náo nhiệt trưởng quầy ly nghe được lời nhắn của bạch nham qua đỗ tuyền không kiềm chế được tò mò trong lòng vì thế cũng mò đến lâm phủ nhưng nàng tới lâm phủ mới phát hiện bạch nham căn bản chưa từng đến lâm phủ mà tuy trong lòng nàng có phê bình kín đáo nhưng muốn dẹp đường hồi phủ cũng đã muộn bởi vì người gác cổng vừa thấy trưởng quầy ly đến đã vội mời nàng vào trong phủ nói cho nàng biết nửa canh giờ trước Lâm Thiếu Gia đã qua đời. Hai ngày trước Lâm Phủ hỗn loạn vô cùng còn Lâm Phủ lúc này lại tiêu điều vắng vẻ. Trên đường vào trường quầy ly thấy có gia đinh tỷ nữ mang theo gói đồ vội vàng rời đi. Ai, không biết Lâm Gia đã tạo nghiệt gì, mới ngắn ngủn một tháng tam đại trong nhà đều đã ly kỳ bỏ mình. Bây giờ trong lòng mọi người đều hoảng sợ, chuẩn bị rời khỏi nơi này tìm đường ra khác. Người gác cổng bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói khôn kề bi thương, nói, ta từ nhỏ đã làm công ở Lâm Phủ, cũng đã hơn 10 năm rồi, không ngờ nay lại không thể không đi. Không cần người gác cổng giải thích, trường Quầy Ly cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không để ý nhà này có tan hay không, thậm chí không thèm để ý rốt cuộc là cái gì hại chết tam đại lâm ra. Chỉ hỏi, hôm nay tiểu nhị cửa hàng ta thấy có một hòa thượng đến phủ. Đúng vậy, phu nhân đã giữ tiểu sư phụ kia lại, chưa đến một khắc thiếu gia liền qua đời, người trong nhà tang ra bối rối, ta cũng không lưu ý đến tiểu sư phụ tòng tố. Gã sai vật đưa trưởng quầy ly đi gặp Lâm Phu Nhân, vị tiểu sư phụ tòng tố kia đang khoanh chân ngồi tụng kinh văn trong đại đường, mà Lâm Phu Nhân ngồi ở ghế chủ tọa nức nở nghẹn ngào, so với hai ngày trước càng thêm tiểu tụy, dùng nhan tú lệ giờ phút này đã như trang giấy ướt nhẹp tái nhợt. Lâm Phu Nhân, xin nén bi thương. Trưởng quầy ly tiến lên thản nhiên an ủi một câu. Lâm phu nhân đã khóc đến kiệt sức, ngay cả sức lực đứng dậy đón trường quầy ly cũng không có, chỉ có thể nhìn về phía trường quầy ly hơi hơi gật đầu, cũng không thể nói gì hơn. Trường quầy ly cảm thấy một ánh mắt sắc bén bắn ra từ bên cạnh, vì thế xoay người đối mặt với tổng tố, cười nhạt. Tổng tố đứng lên, đi hai bước về phía trường quầy ly. Một đôi con người thanh tú tối đen nhìn trường quầy ly đăm đăm, không vì dung mạo tuyệt thế của nàng mà say mê, mà do cảm giác được hơi thở không giống người thường trên người trường quỷ ly. Tổng tố từ nhỏ theo sư phụ tu đạo Phật học. Vì thiên tư và tuệ căn hơn người. Nên dù trẻ nhưng tu vi lại cao hơn sư phụ rất nhiều. Mặc dù hắn không có thiên nhãn có thể phát hiện yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn có thiên phú kỳ lạ. Có thể phân biệt tinh khí của người và yêu quái. Sẽ không bị yêu ma đạo hành cao thâm biến hóa lừa gạt. Nhưng giờ phút này khi đối mặt với trường quỷ ly. Tòng tố rõ ràng cảm giác được hơi thở trên người trường quầy ly không phải phàm nhân, nhưng yêu khí trên người yêu ma luôn luôn đục ngầu chua thối, mà hơi thở của trường quầy ly lại tinh khiết thơm ngào ngạt, chẳng lẽ là tiên. Tòng tố không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp tiên, hoặc là ma, chẳng lẽ đạo pháp của trường quầy ly đã thâm ảo đến độ hắn không thể phân biệt và đối phó sao. Hai người nhìn nhau cả nửa ngày như vậy, rốt cục trường quầy ly vẫn mở miệng trước, xin chào, tiểu sư phụ. Hai tay trưởng quầy Ly tạo thành chữ thập, cung kính hơi hơi cúi đầu. Tòng Tố ngẩn người, lập tức đáp lễ, nói: "Tiểu tăng Tòng Tố, xin chào nữ thí chủ." Tiểu nữ họ Ly là bà chủ tiệm Quan Tài Thành Tây, lần này đến vốn muốn trao đổi cùng Lâm phu nhân về tang sự của Lâm lão gia và Lâm tiểu thiếu gia, ai ngờ ngay cả Lâm thiếu gia cũng không chịu nổi đà kích. Ánh mắt Tòng Tố đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói: "Lâm lão gia và Lâm thiếu gia đều bị yêu nghiệt hút hết máu mà chết." mà cái chết của tiểu thiếu gia cũng có điểm kỳ lạ. Cái gì? Trưởng quầy ly ra vẻ kinh ngạc. Người xuất gia không nói dối, lúc tiểu tăng vừa tới đã nói việc này cho Lâm Phu Nhân, ai, nhưng Lâm Phu Nhân không thể thừa nhận sự thật đó. Chỉ khi tiểu tăng thu yêu nghiệt kia mới có thể siêu độ vong hồn Lâm ra. Trưởng quầy ly kinh ngạc một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, vậy phải làm phiền tiểu sư phụ rồi. Trưởng quầy ly cẩn thận quan sát vật Châu trên người tòng tố, nhìn hắn yên lặng niệm kinh gạt trì châu, nàng cũng không dám đứng quá gần. Tổng tố dường như có lòng thử trường quầy ly, chậm rãi đến gần nàng. Trường quầy ly lặng lẽ nhíu nhíu mày, Phật châu trên người tổng tố quả nhiên là bảo bối, cách ba thước đã làm cho nàng có cảm giác bị áp bách rồi. Nếu tổng tố có đạo hạnh như bạch nham thì chỉ sợ giờ phút này đã có thể làm cho nàng đau đớn khó chịu không thể không phản kháng, thậm chí ép nàng dùng toàn lực đấu pháp, cùng liều mạng. Ngay khi trưởng quầy ly suy nghĩ tìm cách rút lui thì một tiếng thét chói tai từ trong viện truyền ra, khiến Lâm phu nhân hoảng sợ. Trong nháy mắt trưởng quầy ly và tổng tố đều cảm giác được yêu khí dày đặc. Tổng tố một bước đã chạy ra khỏi đại đường lao về phía nội viện, trưởng quầy ly trong lòng có tò mò, nàng rất muốn biết tiểu hòa thượng này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, vì thế nói với Lâm phu nhân một câu, phu nhân không cần hoảng sợ, ta đi theo tiểu sư phụ nhìn xem. Chưa tới nội viện, đã thấy một đám khí đen phóng lên cao, tổng tố niệm cái pháp quyết một ánh kim quang như tên đâm tới đám khí đen kia, đánh tan khí đen. Con ta, con ta, trả con ta lại cho ta. Lâm thiếu phu nhân thê lương kêu thảm thiết từ xa sông tới, tiếng kêu như tiếng quỷ khiến người ta còn thấy sợ hãi hơn đám khí đen kia. Trưởng quầy ly theo sau tổng tố vọt vào nội viện, chỉ thấy đám khí đen kia nấn ná ở giữa viện, loáng thoáng có thể thấy được có bóng người trong đó. Tòng tố trong miệng lầm bẩm bỗng nhiên ra tay, tế chỉ châu trong tay. Chỉ châu mang theo hào quang màu vàng lượn vòng phía trên đám khí đen. Theo tư thế bàn tay trắng nõn biến đổi, chỉ châu lập tức bắn ra hào quang bốn phía, chợt thu lại hình thành một bức tường hào quang bao vây khí đen ở trong. Đám khí đen bỗng nhiên bành trướng mở ra giống như muốn lao tới vách tường hào quang nhưng lại bị cuốn chặt, mặc cho nó cuồng loạn thế nào vách tường vẫn càng lúc càng thu nhỏ theo pháp quyết của tòng tố cuối cùng vách tường hào quang thu nhỏ thành một tia sáng màu vàng, khi hào quang biến mất là lúc đám khí đen kia bị tiêu diệt, giữa sân chỉ để lại thi thể của lâm tiểu thiếu gia. Trưởng quầy ly kinh ngạc nhìn tòng tố thu hồi chỉ châu trong tay, thật không ngờ hắn có tu vi đến mức này, Phật châu kia lại là pháp bảo, có thể tinh lọc phong linh. May mà nàng không tùy tiện thử tòng tố, bằng không lại chọc phải phiền toái. Một tên bạch nham đã đủ phiền chết nàng rồi. Chỉ tiếc lần này tòng tố chỉ diệt được một đám hung linh, chứ chưa phải yêu nghiệt sát hại Lâm lão gia và Lâm thiếu gia. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.